Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy khí mê tan trong hầm lò, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả vụ cháy khí mê tan tại công ty than thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Công điện nêu, lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty Than thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 4 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí metan. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn. Đồng thời, lãnh đạo chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong thủ tướng nêu yêu cầu đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công Thương được giao phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định bên cạnh đó ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ công thương ra soát các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất Người đứng đầu chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát, nắm tình hình, xử lý kịp thời. Chủ tịch Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chủ động ra soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất, theo yêu cầu của Thủ tướng. Sáng ngày 3 tháng 4, công nhân Đàm Văn Đội, sinh năm 1993, quê ở Cao Bằng, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến 4 người làm cùng trong hầm lò tử vong. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh đội cùng nhóm công nhân vào làm ca 3 trong hầm lò, khu vực xảy ra sự cố cháy khí mê tan. Anh đội kể, vào ca được một lúc sau thì tôi được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư. Đi được khoảng 200 mét, tôi cảm nhận luồng gió nóng thổi mạnh sau lưng. Sau đó là tiếng nổ hất văng tôi và gầm băng truyền tài than. Cũng theo anh đội, khi tỉnh lại, anh đã gượng bò dậy tìm đường thoát ra ngoài. Tuy nhiên, đường hầm lò lúc đó ngổn ngang, bụi đen che hết tầm nhìn, mũ bảo hộ kèm đèn pin cũng bị rơi đi chỗ khác. Anh đội nói. Anh đội kể, bình thường tôi vào làm việc thấy trong lò nóng, hôm nay vào thì thấy không khí bên trong lạnh, tôi còn tưởng mình bị sốt. Đến khi xảy ra sự việc mới biết lạnh do khí mê tan, tôi bị bụi than va đập vào lưng và chấn thương phổi còn theo công nhân Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên, công nhân tổ sản xuất công ty than thống nhất TKV, sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, khoảng 10 phút sau, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài. khi di chuyển khoảng 100 mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ. anh Khánh cho biết áp lực khí đã hất văng anh đi xa khoảng 30 mét trong hầm lò. rất may anh Khánh không bị thương nặng nhưng mũ bảo hộ, đèn pin và đôi ủng dưới chân đã rơi khỏi người, khiến cho việc tìm đường ra gặp khó khăn. Anh Khánh cho biết, lúc đầu rất khó tìm đường ra vì trong hầm lò khi đó bụi than đen kịt, tôi phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài. Còn công nhân Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, quê Hải Hương, đơn vị vận tải Công ty Than thống nhất TKV, thời điểm đó đang cùng 6 công nhân khác đi xuống hầm lò để xúc than. Khi đi vào hầm lò được 140m thì tiếng nổ phát ra Gió nóng từ bên trong thổi mạnh hất ngã tất cả. Gió mạnh kèm bụi than bù mịt khiến đổ bảo hộ, đèn văng tứ tung. Ông Thanh cho hay, phải mất hơn 2 phút thì chúng tôi mới định hình được đâu là lối ra, vì lúc này mắt mũi nhập nhèm, khi nhận thấy đường ra thì chỉ biết chạy thật nhanh. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn cho biết, ngoài 4 công nhân tử vong thì có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đao Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ 20 cùng ngày tại gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng đào lò 2, công ty than thống nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan làm 4 công nhân tử vong. Các nạn nhân bao gồm TVB, sinh năm 1989, trú tại xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh. NTL, sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ. TVN, sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Và LVH, sinh năm 1991, trú tại Hòa An, Cao Bằng. Đến lúc 3 giờ 15 cùng ngày đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ngày 3 tháng 4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào lúc 0 giờ 20 phút sáng mùng 3 tháng 4 tại công ty than thống nhất TKV, thành phố. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra sự cố tại gương lò 15 năm 140 số 2, phân xưởng đào lò 2. Lò đào diện tích 23m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5m trên vỉ, lò đã đào được 240m trên thiết kế 380m. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan. vụ việc khiến 4 công nhân than tử vong. Các nạn nhân gồm TVB, sinh năm 1989, trú tại xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, NTL, sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ, Than Việt Nam, sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên và LVH, sinh năm 1991, trú tại Hòa An, Cao Bằng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, các lãnh đạo TKV, công ty than thống nhất có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến lúc 3 giờ 15 phút sáng mùng 3 tháng 4 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện các cấp chính quyền, công ty than thống nhất đang phối hợp và hỗ trợ gia đình những người bị nạn để đưa họ về gia đình, lo hậu sự chú đáo. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi công nhân tử vong là 20 triệu đồng một người, TKV hỗ trợ ban đầu 40 triệu đồng một người. Nguyên nhân sự cố đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ.